Di con trỏ chuột lên trên vị trí này, chúng ta sẽ cùng nhau remove hiệu ứng này và tiếp tục với các hiệu ứng khác. Tôi chọn remove, sau đó tôi bấm vào phần effect, chuyển qua phần mây này. Chúng ta tiếp tục đến với hiệu ứng mây tiếp theo, horizontal glow, tức là mây ở đường chân trời. Cái này chỉ tác động những mây ở vùng này thôi. Thật đơn giản, chúng ta kéo màu tăng lên thì mây đường chân trời nhiều hơn rất nhiều, đúng không các bạn? Các bạn có thể nhìn thấy hiệu ứng ngay lập tức. Và chúng ta có thể chuyển kiểu và loại khác nhau. Những kiểu thiết lập này, phần mềm đã tự động thiết lập, chúng ta không có quyền tác động. Và các bạn cũng có thể làm mềm hơn. Hiệu ứng này thì có vẻ đơn giản hơn. Tôi tạm thời bấm vào đây và tiếp tục remove. Tôi sẽ chỉ các bạn hiệu ứng mây tiếp theo. Tôi bấm vào đây và chọn phần volume glow, dạng mây thể tích. Tôi bấm vào. Cũng thật sự đơn giản. Tôi di chuyển trỏ chuột lên và tăng phần amount. Chúng ta tăng mây nhiều hơn và chiều cao của mây cao lên hay thấp xuống. Nhưng tôi nghĩ rằng với cách này chúng ta tác động lên phần video thì hay nhất. Nhưng đương nhiên phần 2D cũng hỗ trợ chúng ta. Các bạn có thể tăng cường độ mềm và cũng có thể giảm cường độ mềm của mây. Ở mức độ nào đó mà chúng ta thấy ưng ý thì dừng. Và chúng ta cũng có vị trí. Chúng ta cũng có phần spell. Nhưng như tôi nói ở phần trước, phần này chỉ hỗ trợ cho offset video, độ sáng của mây. Chúng ta có thể đổi nhiều thể loại khác nhau nữa. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Vì vậy tôi nghĩ rằng đây là công cụ khá hữu dụng khi chúng ta làm đẹp ở phần 2D, kết xuất render. Các bạn di chuyển trỏ chuột lên vị trí này, chúng ta cùng nhau remove và tôi sẽ chỉ các bạn một hiệu ứng rất đẹp nữa. Tiếp theo chúng ta di chuyển trỏ chuột và bấm effect qua camera, chúng ta chọn phần deep of field. Đây là một chức năng tương tự máy hình. Nếu như chúng ta chụp hình, các bạn có thể biết đến hiệu ứng dot, tức là lấy vùng nét và làm những vùng mờ. Đầu tiên, f-stop nếu như giảm đi thì vùng nét sẽ giảm và chúng ta tăng nhiều vùng mờ hơn. Nếu như phần f-stop này lớn lên thì vùng lấy sắc nét chúng ta sẽ nhiều hơn. Tôi sẽ để mặc định. Còn ở trên này chúng ta có phần focus distance, tức là khoảng lấy sắc nét nhưng mà chúng ta có thể biến đổi vị trí. Ở đây các bạn thấy công trình của chúng ta đang mờ, tôi muốn công trình rõ. Tôi có thể dò vị trí này, nhấn chặt chuột trái và kéo lên. Các bạn lập tức thấy công trình chúng ta đã sắc nét rồi. Vị trí ở đây mờ và ở xa này cũng mờ. Vì vậy đây chính là một công năng rất đặc biệt của hiệu ứng dot. Ngoài ra chúng ta có thể tăng giảm phần mềm. Các bạn chú ý những phần biên này, tôi giảm đi thì phần biên này sẽ cứng hơn, tôi tăng lên sẽ mềm hơn. Tùy theo cảm hứng của từng người mà chúng ta có thể tăng giảm thông số này. Và đương nhiên rằng tôi thấy khoảng này vẫn còn mờ, các bạn có thể gia hạn, giới hạn hay tăng thêm phần rõ nét bằng cách bấm vào Spacebar này và tăng lên thì khoảng sắc nét sẽ lớn hơn. Và tôi kết hợp với thông số này di chuyển để làm công trình chúng ta rõ nét hơn và các khoảng còn lại sẽ mờ đi. Tôi tăng lên một chút xíu nữa. Nếu mà tôi tăng quá thì hiện tượng xảy ra là tất cả đều sắc nét. Tôi giảm đi vừa phải. Tôi cần tập trung khối công trình. Rồi ok, tôi thấy với khoảng cách này cũng tương đối ổn áp rồi. Các bạn cũng nên tăng giảm phần f-stop này sao hợp lý nhất. Tôi làm mờ hơn này. Thật tuyệt vời phải không nào? Chúng ta tăng phần isolate này là cách chúng ta sẽ khử background. Tôi tăng lên thì các bạn thấy phần phông nền này sẽ bị xóa mờ, còn phần trước của chúng ta sẽ rõ nét. Nếu như bạn nào thích dùng chức năng này thì chúng ta tăng phần này lên. Và tôi giảm đi. Các bạn chú ý ở những vệt này này. Chúng ta có phần giới hạn, tôi giảm này. Bắt đầu xuống dần và lên dần. Còn trong trường hợp này tôi sẽ giảm đi và tôi sẽ sử dụng hiệu ứng dot này thôi. Chúng ta cùng nhau lưu một tấm hình thật đẹp nào.